Khoa xin chào toàn thể anh em mình nha. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, Khoa được nghỉ nên Khoa tranh thủ làm cái video Khoa gửi đến anh em mình và chúc tất cả anh em mình một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thì đã lâu rồi Khoa không có làm video về điền lành. Thì thời gian vừa qua có rất nhiều anh em đặt câu hỏi như là gửi câu hỏi cho Khoa rồi gọi điện cho Khoa rất là nhiều. Thì hôm nay Khoa sẽ đúc kết lại, Khoa gửi cho anh em một cái video Khoa trả lời chung cho anh em mình luôn. Thì anh em mình đợi Khoa xíu. Khoa nhắc lại anh em mình nha. Khoa đã dành thời gian Khoa chia sẻ video đây cho anh em mình thì anh em mình chịu khó coi. Cái những vấn đề nào cấp bách, cần thiết, quan trọng thì hãy gọi điện cho Khoa. Còn bình thường thì mình nên tham khảo video và mình tìm cách mình xử lý nha. Đừng có gặp vấn đề cái mình chạy trên mạng, trên YouTube mình tìm cái kênh nào đó chia sẻ xong mình tìm được cái số điện thoại người ta, cái mình lập tức mình gọi điện hỏi người ta là không nên nha anh em. Mình phải tự mình tìm ra cái hướng giải quyết. Nếu mình khó quá thì mà bí quá thì mình liên hệ qua điện thoại vì người ta còn công ăn việc làm, còn đi kiếm tiền. Thì vừa hôm qua ngày hôm qua đó cũng có một người bạn gọi cho Khoa, kêu nhờ Khoa hỗ trợ. Thì Khoa thấy cái vấn đề nên anh em đang đi ngoài tàu, đi ngoài biển, đi bên bên Ấn Độ này đó, đi mua dầu thì gặp kho trục trặc về kho lạnh, nên có liên hệ trực tiếp với Khoa. Thì Khoa thấy cái vấn đề đó nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là cái công ăn việc làm của người ta trên tàu lên trên biển, nên Khoa cũng có hỗ trợ cho anh em. Khoa rất là hỗ trợ nhiệt tình, gọi điện thoại, Zalo cũng như là điện thoại, nói chung là mình hỗ trợ hết khả năng của mình. Đây, mà vấn đề thứ hai Khoa muốn nhờ anh em mình tương tác. Thì hiện tại là Khoa có tạo một cái kênh riêng để Khoa bán về sản phẩm đồ điện, rồi đồ nghề dân dụng, đồ nghề, đồ điện, sản phẩm dân dụng rồi đó, đồ mới. Thì anh em nào mà có yêu quý kênh của Khoa thì vào ủng hộ, đăng ký, ủng hộ như là chia sẻ kênh giúp Khoa. Đây là kênh Khoa Tu nè anh em. Đó, thì Khoa mới tạo thôi để mình dành riêng một kênh mình bán hàng, chứ mình không có lẫn lộn trong cái kênh này nữa. Kênh này, kênh Tôi Yêu Kỹ Thuật là Khoa dành để Khoa chia sẻ về kỹ thuật thôi, Khoa không có bán hàng ở đây nữa. Đó, thì mới ra có 4 video thôi, Khoa mới làm có 4 video thôi tại trong thời gian đang chờ hàng về đó. Và hiện tại mới có 19 người đăng ký. Thì anh em nào mà có xem qua cái video này á thì vào đăng ký kênh giúp Khoa. Và anh em nào có Facebook thì chia sẻ giúp Khoa để anh em tương tác giúp Khoa để Khoa kiếm thêm cái thu nhập từ cái việc bán hàng này. Thì Khoa sẽ dành thời gian nhiều hơn Khoa chia sẻ và kỹ thuật cho anh em mình, tại vì chia sẻ kỹ thuật cho anh em mình đều hoàn toàn miễn phí đó. Thì Khoa không có kiếm được cái thu nhập từ cái công việc này đó. Đó, thì anh em mình ai mà có yêu quý cái kênh của Khoa thì ủng hộ Khoa bằng cách đó. Còn số điện thoại Zalo của Khoa là 0903439407. Thì những trường hợp đặc biệt thì Khoa với hỗ trợ qua điện thoại thôi. Rồi, Khoa sẽ vô vấn đề chính hôm nay. Thì trước mặt anh em mình là cái hệ thống điện lạnh công nghiệp cơ bản. Thì một cái hệ thống lạnh công nghiệp thì cơ bản nó sẽ là như vậy. Một số cái hệ thống phức tạp hơn thì nó có thêm một vài chi tiết nữa thôi, mà cơ bản là nó như vậy. Đó. Thì gồm có những phần chính, ví dụ lốc nè. Rồi dàn nóng, dàn lạnh, van tiết lưu. Thì cái này Khoa vẽ, Khoa phát họa lên nó không được chính xác, nó không được đẹp, anh em mình thông cảm. Này chỉ có mô hình Khoa giới thiệu cho anh em mình thôi. Ngoài mấy video trước Khoa không có chia sẻ về những cái thiết bị này rồi. Hôm nay Khoa nói lại một nói nhanh một lần nữa để cho anh em mình nào mới coi cái video đầu tiên mình cũng hiểu. Thì đây là lốc nha anh em, đây là dàn lạnh, đây là bầu chứa cao áp, còn đây là phim lọc. Thì ga nó sẽ đi theo chiều mũi tên nè. Ga nén từ lốc, nóc nó nén lại, nó cái đồng hồ đo áp suất nén nè. Lốc nó sẽ nén ga lên trên dàn nóng qua bầu chứa cao áp, qua phim lọc, nó qua cái van điện từ. Khi nó qua van điện từ rồi lên van tiết lưu, rồi nó về dàn lạnh, lên dàn lạnh, cuối dàn lạnh nó sẽ trả về. Đây là cái đồng hồ bảo vệ thấp áp áp
sức, nó đo cái áp sức hút của cái lốc này nha anh em. Đây nè, lốc nó sẽ hút ga từ dàn lạnh về lốc và nó đi lại. Nó là một hệ thống lạnh này, là một cái hình hình tròn khép kín. Thì những ở cái video trước Khoa có chia sẻ với anh em mình về áp suất cao, tại sao cái hệ thống nó lại báo áp suất cao. Thì trong cái video hôm nay Khoa sẽ chia sẻ cho anh em một vấn đề, đó là tại sao cái áp suất hút này nó lại thấp, và tại sao áp suất hút này nó lại là báo cao. Đó, hôm nay Khoa chia sẻ hai cái vấn đề như vậy. Thứ nhất là tại sao áp suất hút của cái lốc này nó thấp, và tại sao áp suất hút của cái lốc này nó lại cao. Thì đầu tiên Khoa nói về và cái áp suất hút của cái lốc nó thấp. Thì thấp nó có nhiều cái nguyên nhân, Khoa nói những cái nguyên nhân chính cho anh em mình thôi nha, còn những cái mà nó đơn giản thì anh em mình tìm hiểu thêm. Khoa có trong quá trình chia sẻ, Khoa có sai sót, Khoa có thiếu gì á thì anh em mình bỏ qua, coi như là thì ai trong cái cuộc nói chuyện hoặc trong cái một cái vấn đề đó, nó không tránh được những cái sai sót. Anh em mình thấy qua sai thì anh em nhẹ nhàng comment bình luận ở dưới, chứ mình không nên là mình dùng những lời lẽ nặng lời tại trên cái hệ thống như cái mạng YouTube này. Thì rất là nhiều, không phải chỉ có Khoa nhìn thấy mà tất cả những người nào ta xem video ta đều thấy cái bình luận của anh em mình, nên anh em mình ủng hộ cho nó văn hóa xíu. Thì nếu mà cái đồng hồ nó báo cái áp suất hút này nó thấp hơn cái mức bình thường á, thứ nhất là thiếu ga, cũng như anh em mình ăn bình thường, anh em mình cái thông thường anh em mình ăn 3 chén cơm đi, hôm nay anh em mình ăn chỉ một chén đi thì nó chưa no đúng không. Thì cái hệ thống lạnh này cũng vậy nữa, áp suất nó hút về, nó không có ga ít quá thì nó hút về cái lốc, thì đương nhiên cái áp suất về đây nó thấp là đương nhiên. Thứ nhất là thiếu ga, thứ hai là khi cái hệ thống lạnh, khi anh em mình cài đặt hệ thống lạnh là âm 3 độ, thì khi mà nó đạt âm 3 độ rồi thì cái áp suất nó hồi về cái lốc này thì nó cũng thấp hơn cái mức bình thường. Và cái thứ ba là khi cái dàn lạnh của mình dơ, nó không có giải nhiệt được, nó nóng, nó sẽ bị đóng đá, thì cái áp suất cái bầu cảm biến của van tiết lưu này nó không có đưa tín hiệu vào cái màng van này, thì cái van tiết lưu nó đâu có mở ra cho ga đi qua, thì đương nhiên là ga không có vào, thì cái áp suất này áp suất hút này nó sẽ thấp hơn mức bình thường. Ở đây thấp nó có hai dạng, một là áp suất thấp bất bình thường, hai là áp suất nó sẽ tuột về không luôn, nó chạy một hồi nó sẽ tuột và cái kim đồng hồ này sẽ quay về không luôn, và lúc đó cái lốc mình nó ngừng hoạt động hẳn, tại vì cái đồng hồ này nó sẽ kèm theo là cái rờ le bảo vệ thấp áp và rờ le bảo vệ cao áp, thì nó sẽ khi áp suất thấp quá, khi mình cài đặt 2 kg thì khi mà áp suất nó đo không đủ 2 kg này sẽ lập tức nó sẽ ngắt cái lốc của mình ra, nó không cho cái lốc hoạt động, nó bảo vệ cái lốc này. Đó, thì nếu với trường hợp mà khi anh em mình chạy và bật máy là đề ba chạy, anh chạy mấy phút tự nhiên cái áp suất hút này nó về không, anh em mình lầm tưởng là nó hết ga hoặc nó bị xì ga, nó mất ga, thiếu ga, nhưng mà thực tế là anh em phải kiểm tra kỹ lại. Thứ nhất là nó có bị nghẹt ở chỗ nào không, ví dụ van điện từ này nó có làm việc không, ga nó từ cái lốc này nó có nén lên cái dàn nóng, nó có về dàn lạnh nữa hay không, cái van chỗ này nó không hoạt động thì ga đâu được, nó đâu có ga nó hồi về lốc đâu mà có áp suất. Đó, thì đầu tiên là mình phải kiểm tra cái van này trước, là cái này dễ kiểm tra nhất. Cái thứ hai nữa mình phải kiểm tra tới cái mấy bầu chứa có áp, rồi phim lọc nó dơ bị tắc nghẽn không, rồi tiếp tục là tới cái van tiết lưu này, coi van tiết lưu nó còn sống hay không. Thì mà ở những cái video trước Khoa có chỉ anh em mình cách kiểm tra rồi. Ví dụ anh em đang nhìn vào cái áp suất hút của nó là 5 kg đi, bây giờ mình test nó bằng cách nào, anh em tách cái bầu cảm biến này của cái van này ra khỏi cái đường ống này, thì có nhiệt độ đường ống với nhiệt độ ở cái trên không này nó sai số rất là lớn, thì lập tức cái van điện từ nó
cái bầu chứa này nó bầu cái bầu cảm biến này nó sẽ đưa tín hiệu vào van, lúc đó cái van này bắt buộc nó phải mở lớn ra để cho ga qua nhiều, thì lúc đó cái áp suất hút này nó sẽ tăng lên, thì anh em nhìn vô đó là mình biết là cái van tiến lưu này còn sống hay chết, là mình nhìn vô đây mình biết liền, đúng không? Đó là đơn giản. Đó là cái nãy giờ là Khoa chia sẻ là cái áp suất hút thấp thì có những cái vấn đề như vậy. Một là nghẹt, tắc nghẹt ở đâu đó. Khi mà nó quay về về khi mà cái đồng hồ áp suất này nó quay về không á, có nghĩa là anh em mình thường chốt ga nè, mình biết đúng không? Khi anh em chốt ga là mình dùng cái van điện từ này mình chốt. Mình ngắt điện van điện từ lúc đó thì nó sẽ hút nè anh em, nó sẽ hút, nó toàn bộ nó hút từ đây nè, nó hút ra từ đây nè, nó hút 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 hút, hút ra hết toàn bộ lên dạng lạnh, hút 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 về đây, rồi nó đưa lên dạng nóng, là lúc đó toàn bộ trên cái đường ống từ cái chỗ cái cuối van điện từ này đến cái lốc này là toàn bộ hết ga, nó sẽ hút về hết, lúc đó là cái đồng hồ đo áp suất hút này nó sẽ bằng không. Rồi tới vấn đề thứ hai là tại sao cái áp suất hút này nó cao, thấp thì anh em mình thấy là nó bình thường, thấp và anh em mình thấy nhiều để nó thiếu ga rồi này nọ là nó báo thấp, tại sao nó báo cao đó, khi đồng hồ áp suất hút báo cao cao hơn mức bình thường, một là anh em mình sạc ga dư, hai là van tiết lưu này anh em mình chỉnh không đúng, ga nó về nhiều quá, ba là cái hệ thống của mình dầu nó lên, dầu nó lên dàn lạnh, nó về lốc là nhiều quá. Thứ tư là cái lốc này có vấn đề, mấy cái lá nhôm trong cái lốc này nó vấn đề, cái lốc này có vấn đề. Đó là những bốn cái vấn đề để cái đồng hồ cái áp suất hút này nó báo cao. Đâu anh em ha, khi mà cái van tiết lưu này mình chỉnh không đúng, nếu mình mở to quá thì đương nhiên cái áp suất hút nó về đây nó sẽ cao, nó cao hơn mức bình thường. Và nếu như anh em mình mà nạp ga vào nhiều quá, nạp dư ga quá thì cái áp suất hút cao này nó muốn báo cao hơn mức bình thường. Và khi dầu nó về nó lên dàn lạnh nhiều quá thì nó báo áp suất hút cao. Một cái vấn đề nữa, cái van này nó hư, cái van tiết lưu này nó hư hoặc nó kẹt nó dơ gì đó, cái đó là về phần cái áp suất thấp nha anh em, nó dơ. Và nói sơ lại, nếu mà cái van này, cái van tiết lưu này nó bị dơ đi thì ga nó về đây cũng được, thì nó cũng thì làm sao mà có ga về cái lốc này, áp suất hút nó cũng cũng báo thấp. Đó là một cái hôm nay trong cái video hôm nay Khoa muốn chia sẻ với anh em mình, đó là có hai vấn đề, một là áp suất hút, tại sao áp suất hút cao và tại sao áp suất hút thấp. Đó là hai vấn đề trong video hôm nay Khoa muốn chia sẻ với anh em, và cũng đó là cũng rất nhiều cái bình luận cũng như là những cái câu hỏi anh em gọi điện hỏi Khoa. Thì Khoa nãy giờ Khoa đã chia sẻ với anh em như vậy. Đây là cái van tiết lưu nha anh em. Đó thì Khoa xin anh em vài phút nữa nha. Anh em nào mà có xem cái video này thì giúp Khoa, tương tác Khoa bằng cách là hỗ trợ Khoa bằng cách là đăng ký vào YouTube, anh em tìm cái kênh Khoa Tu nó, anh em đăng ký cho Khoa, anh em có Facebook thì chia sẻ giúp Khoa nha. Thì, hai là Khoa có cái một cái van tiết lưu nè, van tiết lưu này mới nè, test 2 nè, Danfoss test 2 nè, đó van này mới bữa Khoa mua và để Khoa làm mô hình chia sẻ anh em, này là van tiết lưu cân bằng ngoài nè.
Đó, anh em nào mà có nhu cầu sử dụng thì mua ủng hộ Khoa nha, ủng hộ kênh nha. Để Khoa có thêm chi phí nha. Thì sắp tới Khoa sẽ mua thêm những cái linh kiện, những cái thiết bị đồ nghề và đồ tool và điện lạnh, Khoa sẽ bán trên kênh Khoa Tool. Thì anh em nào mà muốn ủng hộ Khoa thì ủng hộ bằng cách đó, thay vì mình mua chỗ khác thì mình lên kênh mình mua ủng hộ Khoa thì Khoa có thêm chi phí nha. Ở đây Khoa coi coi. Rồi để Khoa suy nghĩ coi là còn cái vấn đề gì Khoa muốn chia sẻ với anh em về cái hệ thống lạnh công nghiệp trong ngày hôm nay không? Thì cách chọn van tiết lưu. Chọn van tiết lưu thì mình phải căn cứ theo thứ nhất là ga nè, mình xài ga gì nè. Mình kho lạnh hoặc là cái hệ thống lạnh của mình sử dụng ở mình muốn nhiệt độ kho lạnh mình bao nhiêu, rồi cái lốc mình bao bao nhiêu, bao lớn, bao nhiêu ngựa, hay là cái dàn mình bao lớn, thì mình phải căn cứ tất rất nói chung là nó rất nhiều cái mình căn cứ vào rất nhiều cái yếu tố để mình chọn cái van tiết lưu này. Thì trên thí dụ như van test 2 đi, hoặc ví dụ như vậy, test 2 Danfoss test 2 đi, thì nhà sản xuất người ta có cái bản catalog, ta hướng dẫn cho mình về cách chọn. Thí dụ anh kho lạnh anh ở nhiệt anh sử dụng ga 404 ở ở nhiệt độ âm 20 độ, âm 10 độ, bao nhiêu độ, cái dàn lạnh anh bao nhiêu ngựa, công suất bao nhiêu, thì người ta sẽ trên cái hệ thống của cái nhà cung cấp cái van đó, ta sẽ đưa ra, ta sẽ chọn cho mình luôn, cộng thêm với lại cái kinh nghiệm của mình làm thường xuyên đó, thì mình sẽ chọn ra cái van tiết lưu, cái kìm van, cái van tiết lưu, thân van nó như thế nào, mình sử dụng cân bằng trong, cân bằng ngoài như thế nào á, thì mình sẽ dựa theo những cái yếu tố đó mình sẽ chọn cái van tiết lưu cho nó đúng. Đó thì hai vấn đề ngày hôm nay là áp suất hút cao và áp thấp, áp suất hút thấp á, thì nó có những cái vấn đề như vậy, những cái nguyên nhân như vậy, để anh em mình loại trừ nó ra. Em sửa chữa thì mình phải dùng cái phương pháp loại trừ. Đầu tiên là cái van điện từ, thí dụ Khoa nói là áp suất hút nó thấp đi, thì đầu tiên cái van điện từ là mình dễ kiểm tra nhất nè, mình coi nó có điện nó tới không. Mà mình rời cái van này, ví dụ nó nóng, van mà nó hoạt động thì đương nhiên cái van này sẽ nóng, mình rờ thử có ga nó có quay hay không. Còn cái phim lọc này của anh mình muốn 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 kiểm tra, thì mình thí dụ chỗ này với vị trí này có con ốc nó không hàn chết, thì mình có thể xả ốc ra mình kiểm tra ga có quay hay không. Hoặc là tiếp theo mình cái van tiết lưu chỗ này thông thường là người ta sẽ hai đầu này nó sẽ à chỗ này quá xin lỗi chỗ này đã sẽ sử dụng cắt co từ tán ốc nó siết vô, thì mình nó xả nhẹ ra coi có ga nó có qua hay không, hoặc là mình xả chỗ này mình thử kiểm tra, nói chung mình loại trừ từng cái, mình kiểm tra từng cái một mình loại trừ ra, chứ không thể nào mà khi mà nó có vấn đề cái là mình ngó 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 sơ cái là mình biết cái bệnh nó ở đâu, cái nào hư, cái nguyên nhân nằm ở đâu. Không thể nào bác sĩ đi khám bệnh vậy, người ta phải đi siêu âm, chụp CT, rồi ta đo nhịp tim, rồi đo huyết áp, nói chung là mình đi sửa chữa một cái hệ thống, nó cũng như là mà bác sĩ ta khám bệnh vậy đó, cũng phải đi từng bước, chứ không ai mà vô mà nhìn cái là biết là người đó bị gì. Đó là những cái kinh nghiệm Khoa muốn chia sẻ cho anh em mình, và hiện tại là Khoa đang lắp đặt rất nhiều cái hệ thống lạnh như vậy. Khoa làm những hệ thống trong ngành giày thì nhỏ thôi, nó tầm là 10 15 ngựa đổ lại thôi, chứ nó không có lớn nữa. Và hiện tại là Khoa đang ráp mười mấy cái máy như vậy. Và hiện tại thì trong mình đến khách hàng mình lắp ra đắt à, lắp đặt á, thì mình không có không không được phép quay phim chụp hình, nên Khoa không có dám quay video, người ta bắt được thì phiền lắm anh nè. Có lúc nào đó thì nếu mà thuận tiện thì Khoa sẽ chụp hình quay phim một số chi tiết cho anh em mình xem thôi, ngắn thôi đó.
Đó, Khoa nói thêm, nói lại một cái chỗ ở cái áp sức hút cao. Thông thường thì mình thấy đường được áp sức nén nó cao, chứ mình áp sức hút mà nó cao thì anh em mình thấy hiếm gặp, đúng không? Bởi vì nó nếu mà nó cao hoặc nó thấp thì nó đều ảnh hưởng đến nhiệt độ của cái hệ thống, nó không đủ kho nhiệt độ, không đủ lạnh. Thì nói chung áp suất nó bất thường, áp suất bất thường dù là áp suất hút hoặc là áp suất nén, nó đều ảnh hưởng đến cái chất lượng, cái độ độ lạnh của cái hệ thống của mình đó. Thì nếu mà áp suất hút cao thì có mấy cái nguyên nguyên do đó. Thí dụ qua nói lại, van tiếng lưu mình mở lớn quá hoặc là mình chỉnh không đúng. Thứ ba, thứ hai là dầu nó lên hệ thống lên dàn lạc quá nhiều. Thứ ba là mình nạp ga quá nhiều, nạp ga quá dư, nó làm cho áp suất hút này nó cao. Đó là những cái lý do nguyên nhân. Thì nếu mà anh em mình xem video này, nếu mà thấy còn những cái nguyên nhân nào nữa thì anh em mình có thể để lại bình luận giúp Khoa. Khoa không phải là thầy giáo nên đôi lúc nó truyền đạt nó có cái gì không không có lưu loát, không được hay á, thì anh em mình thông cảm. Hoặc như có những cái thiếu sót gì anh em mình comment bình luận lại giúp Khoa. Rồi sắp tới Khoa sẽ dành thời gian, như là mình Khoa kiếm thêm cái chi phí để Khoa sẽ mời người thầy chuyên về điện lạnh công nghiệp này, để có một cái thì Khoa sẽ phát trực tiếp cho anh em mình, đặt những câu hỏi, anh em làm nghề gặp những cái vấn đề gì đó thì anh em mình đặt câu hỏi để người thầy trả lời. Thì cái đó là cái ý tưởng của Khoa thôi, Khoa cũng chưa có hỏi người thầy của Khoa. Lúc trước thì thầy Khoa dạy cái điện lạnh này cho Khoa đó. Lúc trước Khoa chỉ là điện công nghiệp thôi, Khoa sau này Khoa học thêm điện lạnh công nghiệp này. Thì đó là cái ý tưởng của Khoa thôi. Thì lúc nào mà có thể được thì Khoa sẽ thông báo với anh em mình theo dõi kênh thì bấm bấm like video, bấm đăng ký kênh giúp Khoa nha. Rồi Khoa xin chào tạm biệt tất cả anh em mình, Khoa hẹn lại gặp anh em mình trong video kế tiếp. Khoa xin chào tạm biệt tất cả anh em mình.